là khoảng chừng 2 giờ chiều thì Khánh Nguyễn đang có mặt tại thành phố Vũng Tàu và đang có mặt tại một cái chuyện được cứu dân, đội dân cứu dân, nó chính là bánh ngọt của ba Vũng Tàu. Thì nói là bánh ngọt nó là một cái món ăn rất là dân dã, và tại vì sao nó có cái tên ngọt thì mình cũng không hiểu, nhưng mà nói gì thì nói thì nó là một cái món ăn nó rất dân dã và rất gần gũi với lại người dân Việt Nam rồi. Thì như bạn thấy nè, trên bàn này thì có hai cái gì bánh ngọt gọi là tâm điểm. Đúng ra bánh ngọt hồi xưa thì nó chỉ có bột bánh và nước cốt dừa thôi, và bây giờ thì nó được biến tấu thêm là bánh ngọt mực, bánh ngọt tôm, bánh ngọt thịt, bánh ngọt chả cá. Thì nó được nâng một cái tầm mới thì nó rất mình có giá trị nằm ở chỗ đó, mà vẫn giữ nguyên vẹn những cái nguyên liệu truyền thống, đó chính là rau mình có xào lách, có cải, cải ắng, mình có những cái rau thơm mình có dưới rất nhiều rau. Và đặc biệt đu đủ ngâm giấm, cà rốt ngâm giấm, ra ghim ngâm giấm, rất là đặc sắc. Tại vì sao nó làm nên cái bánh ngọt, cái hương vị nó rất là đặc trưng. Thì giới thiệu cho các bạn như thôi, thực tế như thế nào các bạn hãy cùng xem Khánh ăn thử một cái cho các bạn coi coi. Mất công mới ăn ngon quá chết luôn. Ok, đầu tiên mình lấy, mình tùy mình lấy xà lách, hoặc là mình ăn mình cải đắng cũng được. Cải đắng thì mình có thể nhắc ra hoặc là mình bỏ lên theo cho nó dày, dày cái cuốn của mình lên. Đây rau thơm đây rồi, đây rau thơm này, đây là rau thơm hay là rau quế, không biết là rau quế hay là rau gì nữa. À có tía tô nữa nè, tía tô ăn là giải cảm, mà xấu dắt luôn. Có giáp cá nè, đây đây giáp cá, một lá giáp cá. Rồi đã ra tới Vũng Tàu thì mình phải ăn hải sản trước, bánh ngọt tôm. Đây bỏ vô giữa vậy. Rồi bình thường á là đồ chua thì thường là người ta sẽ bỏ gấp từ đây, gấp từ dĩa và cho luôn bánh ngọt, đúng không? Mình ngâm nước mắm cho nó thấm ớt, ngăn chả nước miếng của bạn đắp vô đó vậy thôi, rất là đẹp, nhỏ gọn xinh xắn nè. Giờ này cuốn lại còn bánh rất là giòn nha, nghe rụp rụp luôn nè, biết được cái có tiếng cãi nữa, cái tiếng cãi gãy nhưng mà trong bánh đây chấm cái giấm với nước mắm với ngầm ngụa. Nước mắm tuy là nước mắm ngọt nhưng mà nó không có quá ngọt nha các bạn nha. Ok, để mình tinh thần nha. Bánh ngọt này rất là ngon, và nó giòn luôn, cái phần trên bề mặt mà như bánh ngọt miền Tây là bề mặt nó lỏng, nó hơi giống nó hơi mịn mịn giống bánh lăng, mà nó giòn hết luôn, bên trong nó mềm, nó thơm. Và đặc biệt bánh ngọt ở đây là tới dạng là mang ra nóng hổi luôn, không có phải chờ đặc biệt chỗ đó làm cái nữa, nhắc cái này hết luôn quá. Thơm rất đỏ luôn. Nó bùng nổ hơn nữa các bạn. Có gì hãy đến Vũng Tàu. Dạ, cô ba Vũng Tàu đang bán ngọt các bạn nha.
mừng các bạn đến với cà phê Akmio ở Park Manan Hotel. Thì giới thiệu sơ qua thì đây là một quán cà phê mang phong cách retro và rất là tình cảm, kiểu giống như là tại vì chủ nhân của quán cà phê này là Hải, là rất là mê nhạc nên đâm ra trên sân khấu có rất là nhiều nhạc cụ các bạn có thể nhìn thấy ở đây, và đặc biệt là cái phòng của khách sạn rất là đẹp, rất là sạch sẽ và nhân viên rất là dễ thương. Cái bước vào cổng thì các bạn nhìn thấy ở đây là cái tầng có phòng chơi cho sân khấu. Đây đúng rồi. Ở đây thì sẽ thấy được một điều là nhân viên cực kỳ dễ thương nha các bạn nha. Nhân viên rất dễ thương luôn. Hey, say hi nè. Okay. Nhân viên rất là dễ thương, rất là gần gũi và sẵn sàng phục vụ các bạn mọi lúc, và với một cái tâm thế rất là gần gũi nha các bạn nha. Ok, nói sơ qua về về sân khấu thì anh là Trần Thanh Hải là một người chơi nhạc cũng đã có 30 năm kinh nghiệm đánh piano rồi, và anh cũng mới chơi saxophone đây, mà cũng là một người rất là mê saxophone. Nếu các bạn là dân nhạc công giống như Khánh thì hãy đến ngay Akmio Cafe Hotel Apartment để mà trải nghiệm dịch vụ rất là dễ thương, và chắc chắn 100% sẽ được sự đón tiếp rất nồng hậu từ anh Trần Thanh Hải. Ok, đã review xong và bây giờ thì Khánh sẽ lên đường từ Vũng Tàu về lại Sài Gòn, cũng thông qua tuyến đường đi phà biển Cần Giờ và Vũng Tàu. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chuyến du lịch lần sau. Chuyên về tất cả các món cá đuối nha các bạn nha. Thì hôm nay Khánh Nguyễn không kèm mọi người chuẩn bị về Sài Gòn rồi, nhưng mà vẫn có một món chưa được ăn, đó là lẩu cá đuối. Tại vì lẩu cá đuối Úc Mười ngay góc Trương Công Định, ngay chỗ cái góc công viên Trần Hưng Đạo, thì đây là cái chỗ mà có thể coi là nổi tiếng nhất cái Vũng Tàu về cá đuối rồi. Nói sao ta, cá đuối ở đây nấu ăn thì sẽ thấy nó ngon. Ra nếu có dịp dừng chân tại lại Vũng Tàu hãy đến ăn thử, sẽ không làm bạn thất vọng đâu, chắc chắn 100%. Đây là cá đuối hấp hành. Khánh và bà xã thì chỉ ăn nổi chắc hai món thôi, lúc đầu định kêu thêm cái cơm nữa, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì thấy nhiều lắm, ăn không hết, nên là chắc chỉ ăn hai món này thôi là vừa đủ rồi. Ok, đây có thể là cái phần cuối của video rồi, nên là hẹn gặp lại tất cả các bạn và đón xem những video khác của Khánh về kèn saxophone, về du lịch trải nghiệm, hay là bất cứ một cái thứ gì đó mà Khánh Nguyễn có thể nghĩ ra. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.